Ngày 26 tháng 7, Tòa án quân sự quân khu 7 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Tấn Đài, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai, mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính. Đồng thời tuyên cấm bị cáo đảm nhiệm vai trò quản trị, điều hành website, trang mạng xã hội trong thời gian 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính. Tòa xác định hành vi của bị cáo Tài đã trực tiếp xâm phạm đến quy định về quản lý môi trường mạng, làm giảm uy tín của trường quân sự quân khu 7, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, uy tín của quân đội. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2023, mặc dù không biết nội dung vụ việc chưa kiểm chứng, nhưng Tài sử dụng máy tính xách tay để trực tiếp duyệt, chỉnh sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi đến, có nội dung bịa đặt sai sự thật tại trường quân sự quân khu 7 về việc xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh.